Xin chào các bạn, chị là Thùy Dương đến từ team chuyên môn của Học Văn Chị Hiên. Và trong video lần này thì chị cùng với các bạn sẽ cùng nhau chinh phục bài số 2, giới thiệu đánh giá về một tác phẩm thơ trong bộ sách Cánh Diều nhé. Trong video này thì chúng mình sẽ có hai phần. Phần 1 cùng nhau định hướng vấn đề, phần 2 cùng nhau thực hành. Trước tiên các bạn cùng với chị vào phần 1, đó chính là định hướng. Vậy thì giới thiệu đánh giá một tác phẩm thơ là gì? À, chúng ta sẽ trình bày trước người nghe những thông tin về bài thơ đó. Đây chính là tác giả, đây chính là nhan đề, đây chính là nội dung và nghệ thuật. Và khi chúng mình muốn đánh giá hay nhận xét một tác phẩm thơ thì các bạn cần phải chú ý cho chị những điều sau. Thứ nhất, chúng mình cần phải lựa chọn được vấn đề thuyết trình. À, vấn đề mà chúng mình thuyết trình đấy chính là một bài thơ. Các bạn lựa chọn bài thơ nào thì chúng mình sẽ tìm hiểu kỹ bài thơ đó. Số 2, chúng ta sẽ xác định thời gian và đối tượng nghe để chúng ta có nội dung và cách thức trình bày phù hợp. Thứ 3, tìm ý và lập dàn ý cho bài nói. Thứ tư, đấy chính là chuẩn bị các tư liệu, tranh ảnh và slide thuyết trình nếu như cần thiết để cho bài thuyết trình của chúng mình hay hơn, sinh động hơn và hấp dẫn hơn. Cuối cùng, đấy chính là ngoài cái ngôn ngữ nói mà chúng ta đang cùng nhau chia sẻ với các bạn thì chú ý là chúng mình cần phải sử dụng thêm ngôn ngữ cơ thể, đấy là ánh mắt, đấy là nụ cười, đó là những cử chỉ của các bạn đấy. Sau khi chúng mình đã nắm chắc tất cả những cái lưu ý ở phần định hướng, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau bước vào phần số 2, thực hành. Trong phần này thì các bạn sẽ lựa chọn cho chị một tác phẩm thơ thuộc chùm đề tài quê hương đất nước để chúng mình giới thiệu với mọi người nhé. Trong sách giáo khoa có 3 gợi ý cho các em. Thứ nhất, đấy chính là văn bản Đất nước của Nguyễn Đình Thi. Số 2, Lính đảo hát tình ca trên đảo của Trần Đăng Khoa. Và thứ 3, đấy là Mùa hoa mận của Chu Thùy Liên. Ngoài 3 tác phẩm này thì các bạn cũng có thể tự do lựa chọn tác phẩm mà các em yêu thích cùng nói về đề tài quê hương đất nước. Cũng giống với tất cả những cái bài thuyết trình phía trước mà chúng mình cùng nhau học thì trong bài thuyết trình này các em cũng cần phải đảm bảo cho chị bố cục 3 phần. Phần 1, đấy chính là phần mở đầu. Trong phần này các em sẽ giới thiệu về vấn đề mà chúng mình sẽ thuyết trình. Phần số 2 là phần nội dung chính, đấy chính là giới thiệu đánh giá một tác phẩm thơ. Phần số 3 là phần kết thúc. Trong phần kết thúc các em sẽ bày tỏ thái độ mong muốn nhận được sự đóng góp và nhận xét của người nghe. Và trong 3 phần này, chị luôn luôn lưu ý với các em quan trọng nhất, đấy chính là phần số 2, đấy chính là nội dung chính. Và để đánh giá và nhận xét về một tác phẩm thơ thì các bạn cần phải đảm bảo cho chị những yếu tố sau. Yếu tố đầu tiên, chúng mình sẽ nêu được hoàn cảnh sáng tác, hoàn cảnh ra đời của bài thơ. Yếu tố số 2 các bạn cần phải lưu ý, đấy chính là làm thể hiện được cái nội dung mà tác giả gửi gắm. Dựa vào đặc trưng của thơ ca thì các em sẽ làm nổi bật cho chị nhân vật trữ tình và cảm xúc tình cảm của nhân vật trữ tình. Số 3, đấy chính là đặc sắc nghệ thuật và tác dụng của chúng. Phần số 4, đấy chính là tư tưởng mà tác giả gửi gắm, mong gửi đến bạn đọc. Và phần cuối cùng, đấy chính là ấn tượng sâu đậm của em về tác phẩm đó. Có thể là em ấn tượng với nội dung, cũng có thể là em ấn tượng với nghệ thuật, hoặc đó là một cái phần nào đó mà em thực sự chú ý đối với bài thơ. Các bạn thân mến, ở phần trước thì chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu làm thế nào để có thể giới thiệu đánh giá một tác phẩm thơ. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau áp dụng tất cả những cái điều đó để giới thiệu đánh giá về bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi nhé. Đất nước ta đã trải qua 30 năm của hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, song thời điểm đó cũng chính là thời điểm huy hoàng nhất. Cha ông ta đã bố trí những trận binh đoàn trên vai đỉnh Trường Sơn dọc bờ Đông Hải, tên bực tên tổ quốc vang vang ngoài bờ cõi. Ta đội triệu tần mom hái mặt trời hồng. Và trong chính hoàn cảnh đó thì hình ảnh đất nước đã được bước vào giới thơ ca nghệ thuật, trở thành một điểm nhấn vô cùng đặc biệt, là một đề tài được trở đi trở lại trong các sáng tác của người nghệ sĩ. Nguyễn Đình Thi cũng không ngoại lệ với bài thơ Đất nước. Bài thơ được sáng tác trong cả một quá trình rất là dài, từ năm 1948 đến năm 1955, được kết hợp với những cái đoạn trích trước đó mà Nguyễn Đình Thi đã sáng tác. Đó chính là đêm meeting, sáng mắt trong như sáng năm xưa. Nhưng với tài năng của mình thì Nguyễn Đình Thi đã thống nhất thành một chỉnh thể và đã trở thành bài thơ hay trong văn học kháng chiến. Các bạn biết đấy, với một bài thơ trữ tình với dung lượng ngần ấy thì chúng ta có thể sáng tác trong một ngày, một buổi và thậm chí là vài tiếng đồng hồ. Tây Tiến của Quang Dũng, Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm là những bài thơ như thế. Vậy tại sao Nguyễn Đình Thi lại dùng một khoảng thời gian rất là dài như vậy để sáng tác Đất nước? Điều ấy phản ánh ý đồ của người nghệ sĩ này. Bởi có lần thì Nguyễn Đình Thi đã tâm sự: tôi muốn xây dựng hình tượng tổ quốc,
trong 9 năm kháng chiến trường kỳ, trong cách mạng tháng 8, để làm sao đó để xứng với tầm vóc vẻ đẹp của đất nước trong suốt chiều dài lịch sử. Chính vì điều đấy thì chúng ta cũng dễ hiểu Nguyễn Đình Thi đã cất công dành nhiều thời gian, tâm trí và sức lực để sáng tác bài thơ Đất nước đến như vậy. Đất nước trở thành một sáng tác hoàn chỉnh, tổng hợp, hài hòa giữa cảm hứng sử thi anh hùng với chất trữ tình thiết tha khi ca ngợi đất nước từ những ngày gông xiềng áp bức, từ những đói nghèo vượt lên giải phóng dân tộc với tinh thần anh dũng và hướng tới tương lai trong thời đại mới. Nếu như chúng ta chỉ lựa chọn một từ duy nhất, một từ thôi để nói về vẻ đẹp của hình tượng đất nước trong thơ của Nguyễn Đình Thi, tôi sẽ lựa chọn từ vận động. Bởi vì các bạn biết đấy, trên dặm dài của lịch sử thì hình ảnh đất nước được sáng ngời trong những năm tháng đau thương gian khổ của dân tộc để rồi vững bước tới hiện tại và tương lai. Mở đầu bài thơ là hình ảnh đất nước với mùa thu Hà Nội buồn, đẹp, dịu êm, song cũng rất đỗi hào hùng. Sáng mắt trong như sáng năm xưa, gió thổi mùa thu hương cồn mới, tôi nhớ những ngày thu đã xa. Sáng trầm lạnh trong lòng thu Hà Nội, những phố dài sao xác hơi mây, người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Một mùa thu Hà Nội, khung cảnh đất trời Hà Nội với những con phố dài sao xác hơi mây, đó là hương cố mới được gói vào trong lá sen xanh ngát, phả vào trong gió se. Cái mùi của mùa thu Hà Nội đó khiến cho tâm trí của người nghệ sĩ không bao giờ phai mờ. Và cũng giống với Hữu Thỉnh trong bài Sang Thu có từng viết về hương ổi: bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong gió se, sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về. Phía sau những hoài niệm về một mùa thu của Hà Nội, đó là hình ảnh người chiến sĩ ra đi với quyết tâm lớn, ý chí lớn. Không một cái ngoái đầu nhìn lại để tạm biệt, song châu sâu thẳm tâm hồn của người chiến sĩ ấy hẳn đang lưu luyến và bâng khuâng trốn quê nhà. Những nắng, những gió đang rơi đầy càng khiến cho tâm trạng của người chiến sĩ đấy thêm bâng khuâng và tha thiết. Nhưng cũng chẳng thể nào ngăn nổi ý chí quyết tâm của một người chiến sĩ ra đi quyết tử để bảo vệ Tổ quốc. Từ mùa thu trong quá khứ, Nguyễn Đình Thi đưa chúng ta đến mùa thu của hiện tại, mùa thu của độc lập tự do trên khung trời Việt Bắc. Mùa thu nay khác rồi, tôi đứng vui nghe giữa núi đồi. Cái khác của mùa thu năm nay đấy chính là niềm vui được gieo vào cảnh vật khắp núi đồi, khắp rừng cây, khắp bầu trời như hân hoan, hòa trong niềm tự hào của một con người đang làm chủ đất nước. Với con mắt say mê của người nghệ sĩ thì nhìn khắp nơi nơi trên đất nước ta, đâu đâu cũng tươi đẹp vô ngần. Trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta, những cánh đồng thơm mát, những ngả đường bát ngát, những dòng sông đỏ nặng phù sa. Để có được mùa thu tươi đẹp như hiện tại, đất nước ta đã trải qua những năm tháng đau thương gian lao vất vả, song cũng xiết bao anh dũng quật cường. Ôi những cánh đồng quê chảy máu, dây thép gai đâm nát trời chiều, những đêm dài hành quân nung nấu, bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu. Ôi chiến tranh đã cướp đi tất cả những gì bình yên hồn hậu nhất của quê ta. Nhưng trong chính những ngày tháng đau thương ấy, chúng ta vẫn thấy ngời lên nét thi vị và lãng mạn của những người lính trẻ. Trong những đêm dài hành quân đó, người lính trẻ chẳng thể nào khôn nguôi đi người yêu, người con gái của mình thương nơi chốn quê nhà. Và chính điều đó đã tạo nên cái nét thi vị và lãng mạn trong thơ của Nguyễn Đình Thi, khi mà tình yêu lứa đôi hòa vào tình yêu Tổ quốc, một tình yêu lớn của con người đất Việt. Chúng ta đã bắt gặp hình ảnh này trong thơ của Quang Dũng: mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Để có được mùa thu tươi đẹp như hiện tại, đất nước ta đã trải qua những năm tháng gian khổ, đau thương, song cũng anh dũng quật cường. Ôi, những cánh đồng quê chảy máu, dây thép gai đâm nát trời chiều, những đêm dài hành quân đung đấu, bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu. Chiến tranh đã cướp đi tất cả những gì bình yên và hùng hậu nhất của quê ta. Song trong chính những đau thương gian khổ đó vẫn ngời lên nét thi vị và lãng mạn, khi mà người lính trẻ trong những đêm dài hành quân nung nấu vẫn không thể nào thôi nhớ về người con gái mình thương nơi chốn quê nhà. Còn gì lãng mạn hơn thế, khi tình yêu lứa đôi hòa vào tình yêu của Tổ quốc trở thành một tình yêu lớn của những con người đất Việt, và nó đã trở thành động lực, sức mạnh cho người chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn nơi chiến trường ác liệt. Chúng ta đã từng bắt gặp ý thơ đó trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng: mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Đất nước của chúng ta, đất nước của những con người hiền hậu, trung thực,
Nhưng chúng ta chưa bao giờ chịu khuất phục trước kẻ thù xâm lăng, dẫu cho chúng có mạnh mẽ, dẫu cho chúng có vũ khí tối tân đến mức nào. Xiềng xích chúng bay không khóa được, trời đầy chim và đất đầy hoa. Súng đạn chúng bay không bắn được, lòng dân ta yêu nước thương nhà. Cuối cùng, để khép lại bài thơ, đó chính là hình ảnh đất nước ngời sáng trong tương lai với niềm hy vọng lớn lao. Khỏi nhà máy cuộn trong sương núi, kèn gọi quân văng vẳng cánh đồng, ôm đất nước những người áo vải đã đứng lên thành những anh hùng. Kèn gọi quân khỏi nhà máy hòa quyện vào với nhau để khẳng định sức mạnh của dân tộc, khẳng định công cuộc xây dựng và bảo vệ non sông đất nước. Ôm đất nước là chính cái ôm của tác giả, cái ôm thật chặt, ôm trọn những tình yêu dành cho con người Việt Nam, đất nước Việt Nam. Cái ôm đó ôm hết những đau thương vô ngần để những con người áo vải trở nên bất khuất, kiên cường. Phản vật quanh đây để chính là niềm tự hào của tác giả đối với dân tộc Việt Nam, một dân tộc nhỏ bé đã anh dũng kiên cường, đấu tranh vượt lên để giành lấy độc lập dân tộc và khẳng định sức mạnh to lớn của mình. Đất nước của Nguyễn Đình Thi là một bài thơ ca ngợi về con người Việt Nam, tổ quốc Việt Nam, miêu tả đất nước Việt Nam trên cả một quá trình, từ những năm tháng đau thương vô ngần, đứng lên đấu tranh bảo vệ dân tộc và tiến tới tương lai ngời sáng. Phía sau những con chữ ấy là tấm lòng của người nghệ sĩ, là tình yêu thương, niềm tự hào của Nguyễn Đình Thi đối với con người Việt Nam, đất nước Việt Nam. Và ở đó dường như ông đang nhắc nhở thế hệ trẻ chúng ta bài học uống nước nhớ nguồn. Về mặt nghệ thuật, bài thơ sử dụng thể thơ tự do với những câu dài, câu ngắn linh hoạt xen kẽ lẫn nhau. Chúng ta có thể thấy nước chúng ta là câu thơ ngắn nhất trong bài. Nó chính là lời xưng danh, mà đã là xưng danh thì rõng rạc, đàng hoàng. Nó là lời xưng danh của những con người đang được làm chủ đất nước. Bên cạnh đó thì bài thơ còn được sử dụng những hình ảnh sinh động, biểu cảm. Có những đoạn thơ thì hình ảnh tương phản đối lập nhau tạo ra sự khái quát cao. Những câu thơ cuối cùng đã khép lại. Không biết là trong lòng các bạn có để lại ấn tượng gì hay không, nhưng riêng đối với chính bản thân tôi, hình tượng đất nước kéo dài trong suốt những năm tháng lịch sử, từ những ngày đau thương vô ngần đến tương lai ngời sáng, đã để thương để nhớ trong lòng tôi quá nhiều, và đặc biệt là khổ thơ cuối. Những vần thơ cuối cùng đã khép lại. Không biết là có để lại ấn tượng gì trong lòng các bạn hay không, nhưng riêng đối với tôi, hình tượng đất nước trong 9 năm kháng chiến trường kỳ đã để lại trong tôi quá nhiều thương nhớ. Có lẽ tôi đặc biệt ấn tượng với khổ thơ cuối cùng. Súng nổ rung trời giận dữ, người lên như nước vỡ bờ, nước Việt Nam từ máu lửa, rũ bùn đứng dậy sáng loà. Giải thích về khổ thơ này thì Nguyễn Đình Thi đã có lần tâm sự. Đây chính là hình ảnh bắt nguồn từ thực tế mà tôi đã từng chứng kiến. Đấy là trong hào đất, trong chiến hào đầy bùn đất, thì những người chiến sĩ đã xông lên dũng mãnh, không gì ngăn cản được để tiến vào đánh đuổi giặc Pháp. Quân phục của các anh dù có lấm lem bùn đất, nhưng lưỡi lê tuốt trần và bóng người thì ngời sáng trong bom đạn. Và để rồi Nguyễn Đình Thi đã khái quát được hình ảnh đất nước, một tượng đài từ trong máu lửa, từ trong đói nghèo và vươn mình đứng dậy. Chính hình ảnh này đã cho tôi liên tưởng tới cái vươn vai của thánh gióng thủa nào. Tầm vóc của đất nước trở trở nên kỳ vĩ lạ thường. Đúng là vất vả, đau thương, tươi thắm vô ngần, giống như Nguyễn Đình Thi đã từng viết trong tác phẩm của mình Anh yêu em như yêu đất nước, vất vả, đau thương, tươi thắm vô ngần. Paul Stokke từng nói, niềm vui của một nhà thơ chân chính ấy là niềm vui tìm đến với cái đẹp. Và trong con đường đến với cái đẹp ấy thì Nguyễn Đình Thi đã đến với những tiếng thơ của đất nước, những vần thơ về đất nước oai linh sau bung đỗi thiết tha bình dị. Bài thuyết trình của em đến đây là kết thúc, rất mong nhận được sự đóng góp của thầy cô và các bạn. Khi mà chúng mình lắng nghe bạn thuyết trình ở phía trên thì nhiệm vụ của người nghe khi ngồi ở phía dưới chúng mình sẽ làm gì? Nói chuyện chăng? Đừng nói chuyện. Các bạn cần phải thể hiện thái độ lắng nghe, sử dụng các yếu tố ánh mắt này, nét mặt này, cử chỉ để khích lệ người nói. Số 2, các em cần phải lưu ý đấy chính là đặc biệt lắng nghe rồi phải ghi chép lại những cái nội dung quan trọng mà người nói đang thuyết trình. Đồng thời đặt ra những câu hỏi nếu như chúng mình có. Để rồi khi bài thuyết trình của bạn kết thúc, chúng mình sẽ nhận xét, đóng góp và trao đổi để bài thuyết trình của bạn được tốt lên nhé. Trong video lần này thì chúng mình đã cùng nhau chinh phục được bài nói số 2, đánh giá, giới thiệu về một tác phẩm thơ. Chị cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chị trong video lần này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Bye!